nơi mà bà Tân Vlog hay mua đồ. Cái mega market này á, không những bán đồ ăn siêu to khổng lồ, cái gì ở trong đây nó cũng bự chà bá hết á. Trời ơi, cứu tôi, cứu tôi. Mấy con mà đi ẻ một ngày 8 lần á, nhiều đây với cuộn không đủ đâu. Mấy cuộn cỡ này nè mới đủ cho mấy bà đó ẻ. Nuôi mèo bình thường nó ăn một bịch cỡ này là cũng tầm tầm rồi. Cái này là nuôi con cọp có chứ mèo nào mà ăn hết trời. Nước xả vải như đây mà chưa đủ thơm nữa thì mua cái bình 20 lít này nè, thơm cả cái phường luôn. Ôi trời ơi, nó nặng quá. Mùa này nắng mưa thất thường, đồ dơ hầy, nhiêu đây giặt sao đủ. Nhiêu đây bột giặt, mấy bà giặt hết bộ áo của cái phường mấy bà luôn cũng được. Cứu tôi. Hè nóng nè, nhiều bà gội đầu hoài mà cái tóc vẫn bớt à. Nhiêu đây dầu gội đâu có đủ. Nhiêu đây dầu gội, gội bay cái não luôn quá. Nhiêu đây rửa tay còn ít hả? Mua cái bình này đi, rửa nguyên người luôn cũng được. Ngày xưa cô Tống bị cấm đi chơi hội, bắt ở nhà rửa chén, đưa có cái chai rửa chén nhỏ xíu vậy, rửa được có chén nhà bà. Đưa cái thùng này bắt rửa được chén của nguyên cái làng đó luôn rồi, khỏi đi chơi hội được luôn. Cái bịch bột miếng xù nhỏ vậy, tẩm được bột chiên được miếng thịt miếng cá à. Chứ cái bịch to cỡ này là tẩm bột chiên được con voi luôn nha.